Chào các mẹ. Để có được một em bé mà đáng yêu như thế này thì các mẹ phải trải qua một cái quá trình mang thai, sinh nở. Đặc biệt là các mẹ được mổ lấy thai á, thì còn trải qua cái khó khăn hơn nữa. Các mẹ biết rằng mình muốn có sức khỏe tốt để nuôi con tốt á, thì mình phải chăm sóc cho bản thân mình. Làm sao cho mình thật khỏe mạnh thì mình mới có thể chăm sóc em bé và nuôi em bé. Để chăm sóc vết mổ tốt thì các mẹ nên lưu ý. Vấn đề thứ nhất chúng ta nêu ở đây đó là việc vận động sớm sau khi sanh mổ. Mà tại sao lại vận động sớm? Người mẹ mà sau khi sanh mổ thường thường có cái suy nghĩ rằng mình đau mình không có vận động. Mà nếu không vận động nó gây ra điều gì? Nó gây ra thứ nhất là nó ứ trệ tuần hoàn ở vùng chi dưới. Nếu mà có những người mà ứ trệ nhiều quá, nó làm cho huyết khối nó đông, những cục huyết khối nó đông lại và nó theo tuần hoàn nó lên trên phổi, nó có thể gây thuyên tắc phổi. Và thuyên tắc phổi nó có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ. Vấn đề thứ hai là nếu không vận động, cái ruột bên trong ổ bụng mà khi mổ mình phải qua thành bụng đến trong tử cung, thì ruột bên trong ổ bụng nó có thể dính vào vết mổ, nó gây ra tắc ruột hoặc là liệt ruột. Nó không nhu động ruột tốt thì có thể dính ruột, tắc ruột về sau. Có nhiều khi phải mổ lại vì cái chuyện tắc ruột đó. Cái vấn đề thứ ba là khi mà mình không vận động thì cái sản dịch đó nó ứ trệ trong tử cung, nó làm cho bị bế sản dịch và viêm nội mạc tử cung, làm khó lành vết thương, nó có thể làm nhiễm trùng tử cung sau này. Và vận động sớm là vận động khi nào? Là vừa mổ xong ra ngoài phòng hồi sức là các chị em có thể làm vận động tại giường, có thể xoay trở, co chân lên, co chân xuống. Rồi khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ sau mình có thể ngồi dậy và thậm chí có thể đứng dậy tại giường được. Và 12 tiếng sau là phải tập đi, mình phải tập đi trong phòng hoặc là đi ngoài hành lang ở quanh cái nơi, cái giường của mình đó. Rồi 24 tiếng sau là có thể đi lại một cách dễ dàng. Mình phải tập như vậy thì mới gọi là vận động sớm, và đó là vận động chủ động. Và cái cách vận động như thế nó giúp cho cơ thể mình đó, nó điều hòa cái lưu lượng máu, nó điều hòa lại và làm vết thương chống lành hơn, và mình lại dễ dàng cho con bú hơn.